Cháu nghe đấy ạ. Chú biết, cháu là người đàn ông cương trực, có bản lĩnh, tốt bụng, gặp gian nan cũng không nao núng chùn bước. Nhưng chú cũng không muốn con gái chú gặp phải những rắc rối mà lẽ ra nó có thể tránh được. Cháu vừa viết đơn xin nghỉ phép và đang định ngày mai sẽ cùng Trang lên thăm chú. Cảm ơn. Bây giờ chú hỏi thẳng nhé, chuyện của thằng Đức cháu định thế nào? Cháu sẽ khuyên Đức ra tự thú. Ngoài việc bồi thường thỏa đáng cho nạn nhân, hành động tự thú sẽ giúp Đức giảm nhẹ án phạt. Nghĩa là cháu cố tình tống nó vào tù à? Bao nhiêu năm nay nó coi cháu như anh trai trong nhà, vậy mà cháu nỡ làm thế. Còn cái Trang nữa, nó sẽ nghĩ như thế nào? Chú nhắc lại, nếu cháu không giúp được nó thì hãy đứng tránh sang một bên. Thưa chú, chính vì cháu luôn coi Đức như em trai nên cháu không muốn cậu ấy lún sâu vào những sai lầm. Cháu sẽ giúp Đức, nhưng theo cách của cháu. Cháu xin phép. Cậu đi dở trò ăn cháo đá bát ra với tôi đi hả? Cậu không xong với tôi đâu. Cậu sẽ phải trả giá đấy. Cháu xin lỗi, nhưng cháu đang chọn cách hành xử theo đúng lương tâm và trách nhiệm của mình. Chào chú ạ. Đây, em đang xuống rồi đây. Mà có chuyện gì gấp thế hả anh? Em đây. Nhớ em quá à, sao bị mò đến nửa đêm thế này? Sao thế anh? Trang này, ngày mai anh không thể cùng em lên thăm bố được. Tại sao? Anh đang được nghỉ phép cơ mà. Hay là có việc gì đột xuất à? Không, em chỉ cần biết là anh không thể đi cùng em được. Không thể đi cùng em? Hay là anh không muốn gặp bố em? Anh nói rõ ra đi, rốt cục là anh có chuyện gì? Anh xin lỗi. Anh Cường! Anh Cường! Bố yêu về muộn đấy ạ. Thế sao gọi bố không nghe máy? Có chuyện gì đấy hả bố? Ôi! Ôi bố ơi! Bố! Y tá! Y tá! Bác sĩ đâu rồi? Cứu ạ! Y tá! Cứu ơi!